Bạn có biết, quảng cáo trên mạng xã hội hiện đang là xu thế chung của cả thế giới. Vì vậy, việc tạo ra những thiết kế quảng cáo đẹp, hiệu ứng cao thu hút rất nhiều người dùng. Vậy tại sao bạn lại chọn khóa học thiết kế quảng cáo tương tác với Google Web Designer của giảng viên Nguyễn Đức Việt? Google Web Designer là một công cụ mới, miễn phí và trực quan. Bạn vừa có thể sử dụng một giao diện vừa Visual Editor, vừa có thể dùng Code Editor, cho phép các web designer, marketer có thể dễ dàng tạo ra một trang quảng cáo. Cho phép drag and drop, hỗ trợ khá nhiều components nên ngay cả người không biết về lập trình vẫn có thể thực hiện được. Bạn tạo ra các trang quảng cáo bằng cách sử dụng các thư viện components như Image Gallery, Videos, Network Tools. Dễ dàng xây dựng nội dung đẹp, cuốn hút người dùng, lại có thể chạy tốt trên desktop, điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Khi hoàn thành công việc, bạn có thể xuất ra một trang webpage bao gồm HTML5, CSS3 hay JavaScript. Google Web Designer CodeView cho phép bạn tạo ra và xem các file CSS, JavaScript. Sử dụng syntax highlighting và code auto-completion giúp bạn viết code dễ dàng hơn và ít lỗi hơn. Bạn còn chờ đợi gì mà không tham gia khóa học này tại Unica? Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.